Kính chào quý khán giả thân mến, chào mừng mọi người đến với nội dung tiếp theo trên kênh Đồng Vlog. Hiện tại thì Huy và anh Tuấn đang có mặt tại xã Thanh Bình, huyện Mường Khương của tỉnh Lào Cai. Hôm nay thì có một chuyến đi thăm cô giáo Kim. Tại vì hôm nay là cuối tuần đấy, cho nên cô giáo Kim được nghỉ và về nhà. Và sẽ chia sẻ lại cho mọi người biết là đồng bào người Pa Dí ở khu vực này nó sẽ diễn ra như thế nào. Theo chỉ đường thì cô giáo bảo là phải đi xuống tít dưới cuối làng đấy. Ở đây gần như là nhà xây hết rồi. Nhà xây đẹp trâu. Và úi, nhà này có 2-3 con trâu, mấy con ngựa, mấy con bò nữa. Nhiều chưa? Ngựa, bò, trâu. Ngựa, bò, trâu. Nhiều. Cháu chào cô. Măng hả cô? Vâng, mình mang đi bán à? Đấy, đi nhà trên kia ở để cho nhà con trai. À dạ vâng, măng. Vâng. Dạ. Ở nhà Kim ở dưới này đúng không cô? Vâng, nhà Kim ở dưới. Ở đoạn nào nhỉ cô nhỉ? Ở cuối làng ấy. Cuối làng à? Nhà xây hay nhà bình thường đấy? Xây. Nhà xây à? Dạ vâng. Cháu cảm ơn ạ. Dạ cháu cảm ơn nhá. Nhà xây cuối làng. Dạ vâng. Thế vâng. Còn xa không ạ? Con xa à? Thế làng này rộng lắm chứ nhỉ? Ở đây như người Nùng ấy nhỉ, bộ quần áo này, người Nùng. Áo người Nùng. À đây có cây măng lớn chưa? Cháu đi đâu nhiều quà thế? Dạ cháu đi vào nhà Kim á. Cô. Nhiều Kim à? Không phải à. Kim nhiều cô là người Nùng đúng không? Vâng ạ. À lán cái phần non à? Lán phần non á. Ờ. Kim á, làng Kim muốn đang xem mà la. Tít dưới kia à? Vâng. Xa đấy cả. Lán thế đấy nè. Lán dù bản lâu à? Người như Kim hòa, không phải mà gì. Kim cứ đi theo đường bê tông này xuống có nhà xây ở dưới. Dạ vâng, cháu. Dạ vâng, cháu cảm ơn nhé. Ở thế khu này là có người gì sinh sống đấy? À, có bác. Có người phụ lá chuyển từ Lùng Cá Cổ ở trên này xuống và người. Có mấy hộ ở đây thì người Nùng còn xung quanh ở trên đường là có. Pa Dí à? Không phải mấy nhà người Kinh trước nó. À người Kinh. Ở đây bây giờ nó làm nhà con cháu nó ở. À phụ lá. Phù lá với cả phù lá người Nùng người Kinh không có người Tu Dí Pa Dí à? Tu Dí ở cây bảy mới có. Tu Dí trên kia. Bộ Y ấy. Vâng, bộ Y. Cây bảy mới có. Vâng, đây vâng. Có. Dạ vâng. Cách đây cũng gần mà nhỉ. Vâng. Cây bảy với đây có 3 cây thôi. Vâng. Vâng, cháu cảm ơn nhá. Vâng. Bà, các bà đi đâu đây? Đây là đám người, đây là có đám ấy. À, thế ạ? À? À, thế là cháu chào bà. Cháu chào bà. Vâng, cháu chào bà. Dạ, à. Nhà cô ở đâu ạ? À? Đây ạ? À, à cô có nhà đẹp cô thế. Cô đẹp thế. Nhà cô đẹp quá. Nhà đẹp thật đấy. Dạ, vâng, cháu đi đây ạ, cháu cảm ơn nhé. Cô mời vào chơi luôn, không quen biết gì. À, thế là trên này đang có cái đám, cho nên là bà con lên giúp hết rồi. Đây toàn nhà xây to này. À, ở xã Thanh Bình này thì còn có cả cây chè nữa, trồng chè. Chắc đây là cuối làng rồi á. Không biết. Ui, ở đằng kia còn nhiều rừng cây chưa? Dưới này vẫn còn nhiều nhà phết. Ừ, chắc là phải tít xuống dưới. Tại vì Kim bảo là đi xuống tít tận dưới cơ mà. Hình như đúng rồi, ở kia rồi. À đây, đây, cuối làng đây. Cuối làng. Cuối làng. Cô giáo Kim. Cô giáo Kim ơi. Ngoài việc đi làm nữa, ở đây còn phải trông trẻ nữa. Ơ, xin chào. Chào em nhé. Con của anh à? Con của chị à? Con của cô giáo Kim hả? Con của anh trai em. Đã ở trường đã trông trẻ rồi, ra đây vẫn phải trông trẻ nhỉ? Nhà mình đâu? À, nhà dưới này à? Sợ bọn anh đi cứ đi thẳng đúng không? Vâng. Thế là hôm nay mới về hay là hôm qua về rồi? Em về từ chiều hôm qua rồi ạ. À. Bố mẹ ở nhà không? Bố mẹ em không có ai ở nhà ấy. Không ai ở nhà? Vâng. À, bố mẹ em đi làm rồi. Bố mẹ đi làm ở xa? Bố mẹ em làm ở dưới Hải Phòng. À dưới Hải Phòng. Anh chào chú chưa? Xin chào. Ê chú cho gói kẹo này. Ê, chú cho gói kẹo nè. Này, chia nhau nhá. Xin chưa? Chia nhau nhá. Xin chú chưa? Đây, chú bóc cho nhá. À, thôi để... Cháu của em. Cháu à, đây à, nhà đây hả? Nhà. Ừ. Đi. Ba kẹo nè.
Làm sao đấy, Nga? Ôi. Đi bà trẻ rửa cho nhé. Bà à? Bà trẻ. Bà trẻ à? Wow. Anh xin chú chưa nhở? Xin chú. Ừ, ngoan quá. Đúng là cháu của cô giáo có khác. Hi hi hi. Ui giời. Cảnh đẹp thế nhỉ? Ừ, ok. Hành ơi vào đây. Ra đây để chú này chú ăn nào. Chú đúng rồi. Đây đây còn kẹo nữa này, nhanh lên. Ra đây chú cho nhiều kẹo hơn này. Còn mấy gói kẹo anh để đây nhá. Anh chị đi anh trên chị... kia rồi à? Vâng, hôm nay trên này có đám nên anh chị em lên đấy. À thế à? Lên giúp ạ. Thế là hai bạn này đúng không? Vâng, em ở nhà trông hai bạn này. Đúng là ngoài giờ làm việc rồi vẫn phải làm cô giáo nhà. Một tuần nào em cũng về trông hai bạn này ấy. Úi giời, nhà em nhiều cái đu đủ thế. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 đợt. Đợt nó sai quả lắm. Nhà không có gì ngoài đu đủ. Đợt đây nào, chú hỏi. Con bao nhiêu tuổi rồi? Súng túc đầy đủ. Đủ đủ ấy nhỉ? Anh cất áo vào kia cho em kem. Đủ 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 đủ. Ờ, dưới này vườn nhà em. Dưới này là vườn nhà mình à? Ừ. Toàn cây xanh, cây cối này đúng là thích thật đấy. Vườn nọ có nhiều măng thế, giờ không biết còn không? Thế á? Không, mùa này cuối rồi. Còn nhưng mà nó hơi già. Nó già, nó đắng rồi. Vườn rộng nhỉ, tha hồ nuôi gà. Chè dưới kia của nhà mình không? Không phải ạ, của nhà hàng xóm này. Nhà hàng xóm mà, nhà em trồng chè không? Nhà em có nhưng mà hơi xa, tít bên kia. Thế à? Bên đấy đòi thế nghe. Bố mẹ chắc phải Tết mới về đúng không? Tết đi rồi à? Thế bố mẹ em qua Tết mới đi thôi. Qua Tết mới đi à? Ừ. Thế người ở khu này là đi làm thuê hết à hay là như nào? Đi, hầu như là đi làm thuê rồi. À, đi làm thuê công ty kiểu đúng không? Mẹ. Mẹ chú nhá, đi chú nhá. Đi chú không? Lạ không, không đi đâu. Tìm mẹ rồi. Cô gọi mẹ nha. Đây, ra đây giới thiệu cho mọi người biết cái cây hạt tê này này. Cái này đi sang Trung Quốc ấy, không thể thiếu được cái món tê này luôn. Có quả không anh? Có mà, sai lắm đây này. Ôi chưa. Ăn một quả thôi, tê hết cả mồm, cả lưỡi, cả môi luôn mà. Cái này có phải là cái lọ xanh xanh, nước xanh đúng xanh rồi, của rồi. Trung Quốc ấy. Họ lấy tinh dầu của họ lấy tinh dầu để làm nước chấm. Cái này làm nước chấm, chấm gà thì đỉnh thôi rồi. Thơm đấy. Nhờ. Thơm. Cây này chắc phải già rồi á. Lâu năm rồi. Lâu năm rồi. Ừ, thơm lắm. Cây này có gai mà, thân nó có gai. Có cây này là quý lắm đấy. Kim có biết ăn không? Em có. Có. Anh đeo lại cái mic cho. Kéo. Tê đấy. Tê à? Xem một miếng. Đây là ba hạt thấy tê quá. Nó chưa già lắm, nó tê rồi. Tê rồi. Mà cho nó già tí nữa để lấy tinh dầu không mà ăn phở, nước chấm. Thơm nhỉ? Thơm. Thơm hết cả tay. Tê hết cả mồm. Thế là nhà Kim là không thiếu cái gì đâu nhỉ? Không có gì ngoài đu đủ của anh. Không có gì ngoài đu đủ. Kim là có mấy anh chị em nhà? Nhà em có ba anh em. Ba lập gia đình hết rồi anh ạ. Có mỗi Kim nhỉ? À. Hai anh vào nhà ngồi nước. Nhà em còn có quả rau tầm kia. À, nhiều loại cây ăn quả quá nhỉ. Đấy nuôi lợn không? Có hai con anh ạ. Có hai con để Tết đúng không? Ô, lợn đỏ ấy chứ. Đấy. Loại này to lắm. Loại giống này phải được khoảng mấy trăm cân đấy. 300 cân nếu mà nuôi to. 2 năm 300 cân. Mà hơi gầy. Hai con này hơi gầy. Đúng là lợn để Tết rồi. Đây á, cây dâu tầm. Ô nhà. Úi trời ơi. Sắp đứt cả đào rồi. Khi nào nó như thế đấy. Cái này gọi là chỉ diệt dâu. Ừ. Ui cây to chứ. Đây này. Quả này ăn. Hồi nhỏ toàn mang về ngâm ngâm xong bỏ đường ấy. Đúng rồi. Siro. Ừ, ngon mà. Bên này. Ngon đấy. Thế đội trẻ con này không biết ăn đâu em. Đây nhiều quả lắm. To nhỉ? Cái này nhiều quả thế. To nhỉ? Vâng. Ừ.
À, vẫn bị tê tê của cái hạt tên đấy. Tê hết cả môi rồi. Kem ăn không? Ngọt. Hôm qua chín nó ngọt. Mẹ. Đi chú nhá. Mẹ. Mẹ. À, nhà em xây 2020 à? Vâng ạ. 2020. Nhưng mà gần như trong này là nhà nào cũng nhà xây hết nhỉ? Bản này bản giàu đấy. Có cái tổ yến ở trên. Chim yến. Từ lúc mới xây là nó ở. Chim én. Giờ nó về đó không em? Có, thỉnh thoảng mới xây. Chim này nó. Chưa thấy đi một thời gian rồi, xong lại. Chim này báo hỉ đấy, chắc là khoảng cuối năm hoặc là năm sau có cỗ rồi. Thế phải xây từ lúc năm 2020 đã thấy rồi anh ạ. Thế thì các anh, các chị của em rồi. Chị là năm ngoái cưới đúng không? Vâng, chị còn... em cuối năm ngoái. Cuối năm ngoái, đấy. Cuối năm ngoái thì đúng báo hỉ được rồi. Mẹ á. Biết gọi mẹ, gọi bà. Mẹ, bà, bố. Bố, chưa biết gọi cô. Tô, biết gọi tô. Tô. À, bây giờ thì sẽ vào trong khu vực này có một cái trang trại đúng không nhỉ? Vâng. Họ nuôi gà đen à? Có, được, trước em thấy nhiều gà đen. Thế à, thế là hôm nay sẽ cùng cô giáo Kim đi bắt gà đen. Gà đen là một cái giống gà của người Mông. Sao mấy bạn này không đi rất là xa? Đi không? Thầy có đi không? Có. Kim ngoài giờ hành chính ra còn giờ nghỉ giải lao cũng vẫn phải đi làm. Có lương không? Có được lương không? Ngày ba bữa anh ạ. À, ngày ba bữa. Lương là ba bữa. Vâng. Đúng là đúng vào chuyên môn đấy nhỉ. Chậm thôi. Đi chậm thôi nha. Ui giời, chậm thôi. Chó, chó nhá mấy đứa kia. Ui, có con gà trống cái to lắm. Sao không thấy con nào nữa thế anh? Không thấy chủ nhà cơ. Gà này ăn ngô à, ăn gì đấy? Thấp. Đâu rồi nhỉ? Sao không thấy con gà nào rồi? Kìa, ôi có đấy, gà đen đấy, nhưng mà chủ đâu rồi? Nọ, con đen xì cơ. Thế à? À đây à, tới cái chỗ để nuôi gà đen. Ở đây có mấy con gà đen này, con chó này. Chú ơi! Chú ơi! Ai mở cửa mà? Chú ơi! Chú ơi! Đây. Chú ơi! Chú đang điều khiển cá. Chắc nó tự động chỉ à? Mất theo hành động. Có số điện thoại ở đây không nhỉ? Có số. Ôi đây con này bắt dễ chưa? Gà đen nhiều lắm. À không nhiều mấy. Đợt nọ nhiều. Đợt nọ nhiều à? Giờ chắc là à đây bên này mọi người để ý, ở đây người ta nuôi ong ấy. Ong mật. Chú ơi. Chú không dán số điện thoại ở đây nhỉ? Giờ vào đây bắt gà nhá, vì nãy vào nhà kia là không ai ở nhà. Gà này bắt dễ mà. Là chúng cháu nên là. Con cháu có vào được không? Dạ vâng. Lên đây bắt gà. Ôi có ngay cây măng ở đây này. Nhiều măng lắm. Nhiều măng nhờ. Đây này. Ô, nhiều măng chưa? Lấy đi mà ăn. À, chắc tí cháu xuống dưới kia lấy. Nhà bạn có kia không có. À, vâng. Không có thời gian mà đào để ăn này một. Ui một, đã nhiều chưa? Vừa vào đây đã có cây măng rồi. À. Nhà cô còn ăn chán rồi. Vâng. Kìa, cô bảo là cô có con gà tre 5 năm rồi. Con đấy. Con này phải gáy kinh lắm. Gáy hay. Giờ nó lừa nó có. Ăn cô nhỉ? Rồi vâng, lừa nó. Ôi có lợn đây, lợn là lợn đen. Nhiều phết đấy. À. Như cái trang trại luôn này, trang trại. Trang trại mini đấy. Mua đấy nào cô? Vừa ăn vừa bán luôn. Vâng. Để phục vụ với cả để bán. Vâng. Mình bán được bao nhiêu thì bán. Vâng. Đẹp đấy, lợn này đẹp. Thôi. Bắt gà. Nè né xa một tí để cô lùa đợi gà này về ăn để bắt. Gà luộc.
À, ngon đấy. À, cô cho vào trong kia. Không. Vâng. Cái này cô nuôi hay là chú nuôi đấy? Cô à? Kìa, đằng kia có mấy con ngỗng nữa. Ui, cái con mái này hay phết này, con nhỏ nhỏ cái kia. À, đằng sau bên kia con ơi. Hay là cô lùa nó vào trong nhà kia để bắt? Ơi. À, ra. Có trứng luôn à? Ồ, đang có trứng luôn. Qua cô vừa bán hết 30 quả. À. Bán 30 quả trứng. Vâng. Gà trọi. Gà trọi kìa. Có một con trọi. Mày bắt đi. Cháu vây cháu bắt nhá. Ừ. Thóc cô để đâu rồi? Này hết sạch thóc luôn ý. Cô đang phải lấy một ít để cháu con lợn cho nó ăn đây này. Vâng, để cháu lừa. Chân nó. Con nào cũng được cô. Cho cháu xin một tí, cháu lừa nó. Con nào cũng được cô. Cháu vô được con nào cho lấy con đấy nhá. Trống đẹp nhỉ, trống làm giống này đẹp. Ngồi xuống em ngồi xuống. Rất là nhẹ nhàng. Sờ được lông của nó rồi. Này. Con này ngon đấy. Cân phải lên trên kia hả cô? Ờ. Dạ vâng. Đây rồi con gà này. Con này ngon đấy, mang luộc xé ăn là ngon, tuyệt vời. Vâng. Dạ vâng. Dạ. Nào không thì ăn thì bán. Tự cung tự cấp. Cô chắc là người Kinh chứ đúng không? Người Nùng thôi. À, Nùng á? Nùng á? Lán ở Phú Nông à? Lán ở dưới Phú Nông à? Ừ. Có khóa cửa không cô? Không, sợ gà đi ra. Gà về đây cân. À, mình thấy cần. Ôi, trên này có làm gì thế đây? Cháu chào cô chú nhá. Đang chế biến món gì đấy con chú? Thịt nướng. À, đây là chó à chú? Chó. Vitamin go go. Quá hấp dẫn. À, đây rồi. Cái cân đây. Vâng. Dạ. Con này chắc phải hơn. Con này 2 cân hơn một tí. Có dây không nhỉ? Đấy, dây buộc được. Dưới này tạm lên này thôi. Chịu. Béo ấy nhỉ. Con này béo đấy. Béo ấy. Con này béo như chủ nó đấy, ăn chắc ngon đấy. Bố đi đâu mua được cân như chủ nó nhé. Đúng là chủ nó gà ở đây. Con này khoảng 2 cân hơn tí. Đấy 2 cân 1. 2 cân 1 là tưởng 2 cân rưỡi cầm lại. Có gửi tiền đây. 130 một cân, 206, 207 đi. Dạ vâng. 207 thiếu thôi. Ừ. Có tiền lẻ nữa. Có không? Đây em có 70.000 này. Có tờ 200 thì được. Có tờ 500 thôi. Ok. Răng Vĩ có về kỳ mong về không? Okay. Cháu gửi vậy. Dạ vâng. Cháu Răng Vĩ nhá. À, chào cô nhá. Chào cô chú ạ. Vâng. Nay anh Thanh Minh à cô chú? Mổ chó ăn chơi. À, mổ chó ăn chơi. Thôi, cô chú nhé. Cháu đi đấy ạ. Giờ là sẽ về nhà Kim để chế biến nhau nấu cơm nhé. Đúng rồi. Kim thì phải trông cháu rồi cho nên là cái việc nấu nướng hơi khó một tí. Tại để vì là anh em mình ra tay. Đúng rồi, hôm nay là để anh em mình xuống bếp. Chắc bếp à. Rồi. Có gà đen à? Gà không. Đen mà, hơi hơi đen một tí. Nó lông đen thôi. Ờ, cún nó. Mẹ về rồi à? Chào chị nhá. Dạ vâng. Dạ vâng.
Nay ra phiền gia đình. Chị. Tí nữa đun nước để xịt con gà này. Có cái gì úp sọt nó không? Cần không? Có. Hiền giống em vậy à? Như chủ. Hiền như chủ. Giờ sẽ chuẩn bị nước nôi để mổ gà. Và tí nữa sẽ đi cái vườn dưới này có cái măng ấy. Đi hái một tí măng. Hái măng. Giờ cao rồi đó. Giờ là hái. Bẻ măng ấy chứ nhỉ. Chúc anh à. Mình đi. Giờ sẽ cùng Kim đi đào một ít măng để về làm bữa cơm trưa. À, tí nữa tí nữa lấy hạt tê này làm nước chấm nhỉ. Nhưng mà ăn được chưa anh? Chưa già mấy nhưng mà được rồi. Nó cũng tê rồi. Đợi già một tí. Cái cuốc này cuốc mini. Cuốc này em chuyên dùng đi làm đúng không? Cuốc này trồng ngô. Măng mùa này đắng rồi đấy nhỉ? Đắng lắm rồi. Đắng lắm rồi. Cao cũng cao chứ tô rồi. Ừ đúng rồi. Được. Không biết còn không? Không sao, thì sang bên kia. Sao lòng. Ở đây cũng nhiều người đào lắm này anh thấy à. Nhà em đào ấy. Em đào à? Nọ em đào ấy. Em cao đào lắm rồi anh này. Ừ cao rồi. Chắc vẫn. Đây. Còn lấy được không anh nhỉ? Hơi cao rồi thôi. Mình tí nữa không có thì mình mới lấy. Đây này, giờ đây là, này. Giờ là cao. Đây, đây. Đây này, cây này. Đây, ra đây. Ờ, à, đây cũng có này. Đây, ra đây. Đây là... Anh đào em bẻ nhá. Được, em biết bóc đấy. Ui ơi, cẩn thận nhá. Nào, nào, đi ra xa chú. Đi ra đằng này của chú. Ngứa đấy nhá. Đây, đằng bên cạnh của chú. Ừ, thấy chưa ở đâu? Thế đây có phải cây măng không? Phải à? Tới đi tìm xem nào, tới đi tìm măng xem còn thấy không? À, lên rồi. Đào từ gốc luôn. Đây có một cái nữa. Đúng rồi, kia một cây. Đâu? Kia. Bóc luôn, à, em bóc luôn à. Ui, cây này được ấy, cây thấp này được. À, thế bạn kia đi tìm cho chú nhá. Bạn kia tìm cho chú đào. Một người đào, một người bóc nhá. Thì lấy cái lá chua chua kia rửa là hết nhanh. Đào sâu một tí. Hơi nông. Đây, anh cứ để đây. Hết rồi à? Đây đây, chỗ này một cây. Úi. Ở cái con này. Đằng bên này còn cái con này. Cây cao thì chắc mình chỉ lấy lá thôi. Đúng rồi. Đào sâu sâu lấy củ dưới nó mới ngon. Mấy cái kia đào thấp quá. Ui. Không được à. Vẫn được. Đâu? Cây nào nữa? Thấy không? Tới có thấy không? Đâu? Đâu? Cô giáo Kim cái gì không biết làm nhỉ? Nông mà lại. À, có anh này còn không? Chắc ở dưới này. Cái này mình có bao giờ mang đi bán không? Em không ạ. Chỉ ở nhà ăn thôi đúng không? À đây đây đây. Ngay trước mặt mình. Ngắn thôi thì đào dài. Đào ngắn á, đào dài mới ngon chứ. Già rồi giờ, cuối mùa rồi ạ. Mùa hết rồi. Lấy cái cuốc ấy đi. Già rồi. Ui, thành cây rồi cái này. Thành cây rồi. Thành cây rồi. Nó vẫn được rồi. Ui, có viên bao không? Có mà. Bóc kẹo anh còn biết bóc chứ nói gì bóc măng. Bốc vác anh còn biết bốc cơ mà. Ôi, nhưng mà cây này già. Già lắm rồi. Ô, bạn này cũng xuống à? Có muỗi đây nha. Xuống đây rồi. Xuống đây rồi. Xuống đây rồi. Muỗi đây. Ôi, cây này già quá. Già chắc thôi. À, thành cây hết rồi.
Đào một cây nữa cả. Ui ơi. Cái này sao nó nghiêng ngả thế? Đâu cho chú nào. Cái kia kia giả quá. Thành ơi, ngứa nhá. Đừng có sợ vào cây măng nhá. Đây này, vết này là em đào đúng không? Kẻ hủy diệt nhiều măng. Đây này, thấy một cây ở dưới chân này. Kẻ hủy diệt cây măng. Thành không lên đâu, Thành lên về nhà đi. Dạ. Ui dạ. Nhà đâu? Nhà bác chỉ nữa. Vâng. Thành đi về đi nhanh. Cả củ. Chị ơi. À đây anh bác. Đây anh cứ để đấy. Không, ngứa lắm, để anh cứ để đấy tí em bác. À. Trời. Nhô. Nhô một tí thôi. Anh tới đi cùng em Thành đi nhanh. Nhô ít này nó không đắng nữa. Đúng rồi, nó còn là dưới. Đằng sau có luôn chân, dưới chân một cây nữa. À, thế chỉ có ngon thôi à? Đây. Chỉ có ngon thôi à? Không chua. Không chua, thế có ngọt không? Đắng. Sao mà không đắng rồi? Ăn đắng quen rồi. Cái này có ăn được không? Đấy. Cái này có ăn được không? Dạ. Có à? Ăn như con gấu trúc à? Hả? Như cái gì là như cái gì? Cái này đào được cả củ luôn. Ui cả rễ luôn này này. Cả rễ. Ui anh Huy còn dẫm trúng một cây à? Ừ đấy. Thích tìm thì không thấy đâu, cứ đi đào có thể dẫm vào đó. Ai, cả rễ cả gốc gác lên luôn, không bóc đâu nha, ngứa tay. Để đây cho cô. Để đây cho cô Kim bóc. Ui giời, bạn này đi ra đây bẩn Thạch hết ơi, người rồi. Cô bảo Thạch đi về cơ mà. Ngứa đây. Ui. Cây này sao? Đủ rồi đấy nhờ, thế thôi. Bây giờ cho mùa sau nó sinh trưởng. Cây cao nè. Ui. Cây kia không được anh. Được mà, nhưng mà anh kệ nó thôi. Anh chưa đào chúng nó đâu mà. Đào đi. Nốt đã. Đào lỡ đào. Không, nay nó vừa bảo là anh ơi tha cho em. À. Đi ra để chú. Nhiều bên kia có nhiều, đi sang bên kia có nhiều. Thế thì đúng rồi, tại vì ở anh đi qua chợ thấy người ta bán măng nhiều, chắc là xuống dưới này đào á. Trong ngày này nhỉ? Nhiều lắm. Đen, tay đen chưa? Đen rồi. Cái này cứ nước chua là nó rửa được. Vâng. Giấm hoặc chanh cũng được. Lá cây càng chua thì càng còn khử được. Còn chua cũng rửa được. Già rồi đúng không? Đấy, anh bảo là để lại. Mình sắp thành con gấu trúc. Không đấy, nếu có dao thì mình chặt cái gốc nó đi, mình lấy đoạn ngọn thì dễ bóc. Đúng rồi, nếu mà cái đầu mùa ấy, thì mình nên lấy cả cái gốc nó. Gốc nó sẽ ăn ngọt hơn. Nhưng mà mùa này thì đắng lắm. Mùa này ăn lá thôi. Anh lại thích ăn đắng. Đắng rồi, đắng ngon kiểu của đắng. Đi về đi, hai thanh niên. Một chế, một chế. Có bỏ Thành ở đây đâu. Đi phía tô về để xào. Anh tới hư quá nhỉ. Mình hái này nó càng lên tốt mà. Càng hái càng lên mà, rau cũng thế. Phải được hái cơ. Phải được hái thì nó mới phát triển tăng trưởng được. Có lá chanh à? Vâng ạ. Hái lá chanh luôn rồi. Sao luôn. Kìa, hái chanh. Hái lá chanh. Nhưng mà lá tía tô có một cây thôi. Ôi, tí lên trên kia hái chứ. À có à. Anh đi lấy mẹ lá chanh tí nữa để vào gà. Cây anh tới đi. Chắc chanh ta đấy, thơm đấy. Cây anh tới tí mình tự đi. Cây này rất thơm không? Cũng không bình thường. Cũng tạm được. Cũng là thơm đấy. Vẫn thơm, cũng được. Ngứa nhá, trời ơi này. Cô bảo không xuống mà xuống, ngứa hết người rồi. Lá rồi. Lá giả. Tí nữa trộn vào nhà. Đắc lên thôi. Đi, mình đi rửa tay. Đi về đây. Hái à? Ừ, em hái đi. Hái cả chùm nữa. Ừ, lấy chùm đấy được rồi. Đấy, chắc thế được rồi. Thế thôi. Nó tê tê, ăn chấm nó phê đó.
Ôi, phải sao mình ướt hết quần áo nhỉ? Nóng. Toát hết mồ hôi rồi. À đây, tía tô đây, lấy luôn. Đây nhiều lắm rồi, tía tô ơi. Đó. Ôi giời ơi. Mệt quá. Một dàn tía tô. Cái một. Thái một nắm là ok. Tao uống măng. Ui, thời tiết này kiểu gì nhỉ, nóng quá. Toát hết mồ hôi rồi. Nước sôi cho em. À, chị. Ui, chắc còn không cần nước sôi cũng nhổ được lông ấy. Công nhận nhỉ, thế. Sợ máu không? Đoạn này có duyên với con gà thế nhỉ? Để ăn gà suốt. Măng này giờ sẽ thái cái miếng nhỏ nhỏ xong rồi tí nữa xào. Con dao này hơi to nên là hơi khó thái. Ơ như trên trường của em cũng có măng chứ đúng không? Mùa này chỗ em thấy chưa có măng anh ạ, thế là vừa lên rồi. Vừa lên hả? Ừ. Hôm nào em với các cô đi tìm không được cây nào. Đi tìm măng để cải thiện bữa cơm à? Vâng. Chắc là chán quá để đi tìm đúng không? Nhưng mà không có. Trên đấy có vầu không? Có màn đúng không? Có vầu ấy nhưng mà chưa có măng. À, anh thấy cả cái trúc nữa cơ. Vâng, có nhiều lắm. Cây mai nữa nhiều lắm. Cây mai. Khóc à? Sao xúc động khóc? Anh đến nhà em chơi em xúc động quá. À, xúc động quá nên là rơi nước mắt rồi. Nói vui chứ, đây, đây, nguyên nhân tạo ra nước mắt là đây. Chắc mình đi làm diễn viên được rồi đấy. Thôi lắm. Và những cái cảnh mà cần phải khóc thì có thêm tí khói là khóc. Cái gì? Ở bếp của Kim khóc cạn nước mắt. Khói tay nước mắt. Vì sao nhà là vựa hoa quả nhiều quả thế? Hết quả dứa lại quả. Thế quả này. Không biết nó nào. Người yêu hoa quả đúng không? Em đi xe riêng từ Hải Phòng về có 5 tiếng rồi. Con này ra căng, căng thật. Con này phải già rồi đấy. Xe này giòn. Nó nghỉ các kiểu giòn. Con này mà để ủ muối hoặc là để nguội trong tủ lạnh tí nữa xé ăn ngon đấy. Sạch. Công ty không có. Không có mỡ. Chua rồi. Thế. Ngon. Nhìn nó không được vàng rồi nhưng mà nó dai, nó giòn, nó ngọt. Cô bảo là con này đang đẻ hay đang ấp? Gạo này là gạo. Nấn nở. Gạo nhà mình mà nhở. Ôi nóng chết. Mẹ. Đi cơm đi. Cơm đi. Cơm đi chị. Mẹ. Ô. Cái này nó bé với cái gì? Em mình nó không ra. Có nhiều người. Nóng nha. Nóng nóng đấy. À, mỗi bạn một cái cổng gà nha.
Thầy canh cầm nhá. Ờ, cái quạt công tắc nhà em đâu? À, cắm thẳng à? Thế thì là không tắt được. Chân gà để kéo sao không? Không, chân gà không sao đâu mà. Yên tâm. Chân chân gà không bị sao. Dạ, không vấn đề gì. Hello. Bạn này vui tính đấy nhỉ. Thích lên hình. Thích lên hình. Nhô. Chị là người Mông đúng không? À. Bố là người Pa Dí. Nằm máu đi. Nằm máu. Thế có học được từ nào không? Nằm máu. Chị dạy đúng không? Ông bà dạy à? Chắc ông bà hay nói. Không có, thầy còn nói thầy muốn xem nằm máu, nằm máu. Thế chị người ở đâu? Chị ở ở trên nào? À, Duyên Chín à? Đi, cơm đi, nằm máu. Nằm máu luôn. Thầy ăn cơm đi. Nằm máu, hầu cua. Cua hầu chớ. Đây, ngồi bên này. Đây, ra đây. Hôm nay được ăn cơm tại nhà Kim. Anh tới nhỉ? Không, anh tới có sâu răng đâu. Để ý là... Anh tới có sâu răng đâu mà. Đúng rồi, cứ trên vùng cao này là nhà nào cũng có ảnh bác Hồ để đấy. Mấy sâu răng. Không chân à? Chân này bật quá. Ăn cơm đi. Mỗi người một còng nha. Mời các chú ăn cơm đi. Mời các. Cháu khoanh tay vào. Ăn cơm. Ngoan quá, chuẩn quá. Ngoan đấy nhà, chú mời con ăn cơm nhá. Em ăn cơm. Giỏi. Đây, cái này còng của con này, bát con đâu? Đây, lấy bát xin chú nào. Đây, đâu? Xin chú chưa? Đâu, mang bát của con đây. Dùng tay luôn nhà. Còn cái này là của bạn này. Bạn này gặm rồi chưa đúng không? Mút rồi nhà. Để chưa có thằng gì. Gàn thì mới gạt chuẩn. Này chị. Thành lấy thìa nhá. Kim này. Thôi xin. Không lấy á. Thôi mời chị ăn cơm nhá, mời Kim nhá. Rồi chú mời con ăn cơm nhá. Thành ăn cơm nha. Mời quý khán giả cùng chúc bữa tại nhà Kim nhá, cô giáo Kim. Mời ăn cơm. Nhưng mà ở nhà vẫn là cô giáo nhỉ? Nhà là cô thôi. Đi ăn cơm đi gà. Là cô. Ở nhà cũng là cô. Cô ruột. Nhiều lắm sự chạy nhá. Em bé nhá. Lại chạy dưới phát lên tỉnh đôi luôn. Thì cái măng này chạy nhanh lắm, phải đấy. Ừ, có đắng đâu nhỉ? Không đắng ạ. Không, chắc do người làm nó không đắng. Không đắng lắm. Không đắng. Sao cả cây à? Cả cây cả lá. Chị nữa là dùng cả cái cây giả ấy nhỉ. Ơt này có hạt tê đấy, biết tê không? Ơt này ngon. Mình bay đang cầm đúng không? Nãy Thành đang xem máy bay đấy nhỉ. Nhìn cái thớ thịt gà nó ngon. Tiếc quá không bắt được gà đen của nhà kia nhỉ. Nhưng gà đen ở đây người ta bán bao nhiêu đấy chị? Có máy bay không? Trăm, sao không rõ? Trăm rưỡi trở lên đấy nhỉ. Không quá dai nhỉ con gà này ăn ngon. Đấy, mỗi bạn cắn một còng. Ăn cả cơm nhá. Không. Ôi. Chị chắc cũng 99 đây chứ. Chị 99 à? Hai cháu. 20 tuổi lấy chồng. 20 tuổi lấy chồng. Rất là đẹp đấy. Giờ 25. À thế lấy được 5 năm này nhỉ. Nhưng mà trên kia chắc là muộn đấy à. Anh ơi. Hết 12 nhỉ chứ nhỉ. Hết 12 à. Ở nhà 5 năm rồi. À. 5 rưỡi. Còn Khương rồi. Em lên trên kia đợt nọ gặp một bạn là 15 tuổi đấy chứ. Còn hơn đấy, có chỗ còn hơn đấy kìa. Huynh em vừa bảo con mới lớp 9 rồi, đang lấy chồng rồi. Ăn cơm đây. Lớp 9 thì là 14, 15 tuổi. Cũng gần đấy nhỉ. Ừ. Bạn
bảo chú ăn cơm đi. Chú ăn cơm đi. Đang đợi chú ăn cơm. Thế gắp cho chú miếng gì? Thầy gắp cho chú đi. Gắp cho chú một miếng à? Gắp cho chú miếng ớt. Gắp cho miếng dưa hấu. Ngon nhỉ, cái gì cũng ngon. Măng ngon. Tưởng là đắng nhưng mà nó có một tí đắng, nhưng mà xào cái này nó hợp. Xào lá tía tô với cả lòng gà nữa, nó hợp. Mời nhà ăn cơm nha. Mời cháu ăn cơm nha. Cháu mời chú ăn cơm. Mời Nguyễn Hải dùng cơm lại nhà Kim nhé. Cô làm Kim. Ngon. Hết chú rồi, có hai chú thôi nhỉ. Hai chú rồi, hết rồi. Còn các bác ở trong kia mà anh cơm. Còn các chú, các ông trong kia kìa. Các bác, các chú, các cô. Rồi. Gọi đi. Đi gọi đi, gọi đi. Ở trong đấy đấy, ở trong. Đây mà, đây mà. Đây, đây, trong này, trong này. Có nhiều là ống kính như này. Đây ra, đây này. Đây nhìn mấy ảnh ấy, nhìn mấy ảnh ấy. Đây, ra đầu đây này. Nhìn mấy ảnh cái này này. Như này. Để đây này. Đúng rồi, nói đi. Mời các ông, các bác. Các bác. Các ông, các bác ăn cơm. Chú ăn cơm. Rồi, ra đây ăn tiếp. Rồi, thế rồi. Rồi, ngoan. Ba chú ăn. Ăn cơm không? Sau này con đi làm em chị đám cưới nha. Sau này em chị đám cưới thằng gì đấy. Cái này kẻ mồm á. Đoạn này có duyên với con gà thế nhỉ. Vừa rồi là Huy và anh Tuấn đã vào được gia đình của nhà cô giáo Kim và chia sẻ lại cho mọi người cái cuộc sống sinh hoạt của cô giáo Kim và đồng bào của khu vực xã Thanh Bình. Còn bây giờ thì cảm ơn quý khán giả luôn đồng hành với Nùng Vlog. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào video tiếp theo. Bye bye.